Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ chia sẻ cho bạn một cổ phiếu tốt nữa đó chính là cổ phiếu Dược Bến Tre Một cổ phiếu cũng rất là tốt trong thời gian này, một cổ phiếu phòng thủ Và với mức giá 12.350 đồng thì đó là một cổ phiếu đáng để mua Với sự phân tích của mình thì cổ phiếu của này đã vượt qua khỏi vùng kháng cự và đã đang đi lên Và đang có sự tích lũy một cách có hệ thống Vậy chúng ta nên đặt niềm tin ở cổ phiếu Dược Bến Tre. Dược Bến Tre là một cổ phiếu. Một công ty dược rất đáng để mua trong thời kỳ này. Các bạn nên tìm hiểu về cổ phiếu này và điểm mua của các bạn sẽ là tầm 11.000 11.500 đồng cho đến 11.000 theo mình nghĩ với giá 11.500 đồng là một mức giá đáng để mua bởi dược bến tre đây là cổ phiếu dược bến tre mình sẽ tìm màn hình các bạn Các bạn nhìn trên biểu đồ này thì các bạn nhìn thấy một sự đi xuống Nhưng trên biểu đồ của lến tuần Thì các bạn đã thấy một cột khối lượng rất lớn Ở cây lến Breakout Đó là một cây lến Breakout đấy ạ Một khối lượng rất là lớn Chúng ta nên tự tin về điều này. Và khi mà cổ phiếu cắm xuống, một số nhà đầu tư sẽ lớn sẽ đánh xuống và gom hàng ở ở điểm này. Chúng ta nên bình tĩnh và mua theo họ khi nhìn thấy khối lượng. Chúc các bạn may mắn.